Chào mấy đứa nha, nghe này rõ. Ok, nghe thấy rõ. Rồi, rồi bữa nay như vậy là bữa cuối đúng không? Thì chắc là mình làm số bài tập với lại cho các bạn coi một số cái đề thi mẫu á, năm ngoái kỳ ngoái đó. Rồi mình làm thử ha, mình làm thử coi nó sao. Nhưng mà trước để mình nắm được cái cấu trúc đề thi nó sẽ ra theo cái kiểu gì á. Rồi, nhưng mà trước hết chắc là mình làm một số bài tập đi. Rồi một số điểm quan trọng mà thầy chưa nói các bạn á thì thầy sẽ nói ha. Thông qua một số bài tập rồi sau đó mình sẽ thử mấy cái đề thi à, thử mấy cái đề thi à, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu từ bài 5 bài 6 ha, bài 5 bài 6 thế đi. Vậy là mình còn tới cả tháng để mình ôn tập không? Để ôn tập rồi mình mới thi, tại vì đề thi là 24 tháng 12. Cái phần bài tập lớn á, các bạn chỉ ôn những cái gì mà nó ở trong thầy đang nói về cái cuối kỳ á. Các bạn chỉ cần bao quát những cái kiến thức nào mà cái đề bài tập lớn có đề cập tới, hình dung ha. Có nghĩa là nó chỉ bao quát cái trong chỗ đó thôi, còn trong quá trình làm bài của các bạn thì tới lúc các bạn có thể mở rộng ra nhiều thứ khác, nhưng mà ra thi thì chỉ hỏi xoáy quanh những cái gì mà đề bài tập lớn có đề cập ha. Rồi do đó là các bạn cứ ôm trong đó thì là khoảng 50% điểm. Còn cái phần phần logic này thì mình cũng phải nắm, và nó chiếm 50% số điểm. Thì để thầy sẽ hướng dẫn các bạn coi là cái đề thi nó sẽ hỏi những cái điểm nào mà mình cần lưu ý. Color by hả? Color by thì chắc không hỏi đâu, tại vì đây là cái phần optional thôi, kiểu như là chỗ cái câu số số 7 á, câu 6 số 7 á, kiểu là muốn sử dụng color by cũng được, còn không cũng sử dụng bên kiểu cổ điển bình thường cũng được, không có sao. Do đó là chắc không hỏi cái color by đâu, nên đừng đừng lo ha. Nhưng mà để thầy sẽ confirm lại với lại các thầy khác để cho chắc chắn là không có color vignette nha. Nếu mà nhiều quá thì sẽ khó, thì các bạn à cái chỗ đó, cái cụm đó thì rất là nhiều bạn thắc mắc, thì thầy nghĩ là cái ý của thầy Mẫn là ví dụ như các bạn có ba cái condition mà có thể enable một lúc, thì cái câu đó chắc là ý hàm ý là mình sẽ file từng cái condition à, từng cái một chứ không, tại vì khi mà thầy đọc chữ one condition one thì nghe có vẻ cũng khó hiểu ha. Cái chỗ đó thì các bạn chỉ hình dung là mình sẽ file từng cái một chứ không phải là file một lần. Ở phần code đó, thì nó phải ra được cái reachability graph đúng không Bửu? Có nghĩa là khi mà mình bắt đầu từ một initial marking thì nó phải tự động nó sẽ ra được tất cả những cái reachable marking, nên mình đâu có giới hạn cái số lần firing đâu. Nhưng mà em muốn làm gì cũng được, nếu mà trường hợp mà cái số lượng stack nó quá nhiều thì mình có thể cho phép là mình thao tác chỗ đó được, có nghĩa là mình cho chạy tới một số bước thôi, chứ mình cái độ dài của sequence firing sequence nó vừa phải thôi cũng được, không có sao. Nhưng mà thầy không nghĩ nó nhiều đến đến mức là mình cần phải giới hạn nó.
làm hết ngày bữa, tại vì có hỏi mà nên nên đề thi thì thế nào cũng cũng nhiều khi cũng có thôi, tại vì mấy thầy mà ra đề thi á thì sẽ đọc trong đó rồi rồi hỏi những cái ý trong đó thôi chứ không có hỏi đâu sao đâu, nên có thì cứ cứ đọc và làm thì cho chắc. Tại học kỳ này thì cái phần Betrinet thì nó mới, do đó là mấy học kỳ trước thì chưa có Betrinet, thì lâu trước đó nữa là có Betrinet, nhưng mà Betrinet chỉ mới xuất hiện lại học kỳ này thôi, do đó là cái đề thi mẫu kỳ này không có, do đó là thầy thì yêu cầu các bạn là nên coi, coi có nghĩa là list ra trong cái đề tập lớn á, cái thuật ngữ nào, cái nào liên quan tới cái đó cái list sang hết rồi học xung quanh những cái đó, nên học xung quanh những cái đó. Sách tham khảo hả, đọc cái cuốn Rosetta Mining nó dùng, tại vì nội dung của phần bài tập lớn là lấy đa phần là trong đó thì nên đọc cái cuốn Rosetta Mining. Hình như thầy nhớ là trên bài tập lớn là có cái để thầy coi đây, từ từ nha, để thầy mở cái bài tập lớn này. Đây, hình như thầy nhớ không lầm là có cái phần để những cái đây nè, đây nè, em thấy cái slide đúng không? Nè, ở đây có ghi là cái part 1 thì lấy trong process mining ha. Phiên bản tuần thứ hai rồi, cái phần thứ hai là process mining application ha, thì lấy trong cái nè, ở đây có cho các bạn cái chapter 4 9 trong trong data mining, có nghĩa là nên đọc những cái này ha, thì yêu cầu các bạn là nên nên đọc những cái này, R1, R2, R3, R4 nè, đọc trong những cái quyển sách như vậy, và đọc một số phần thôi, đừng có đọc hết, đọc hết là không nổi đâu, không không có đủ thời gian để các bạn đọc hết đâu, chỉ đọc tham khảo những cái phần mà đề cập ở trong đây thôi ha. Cái gì ghê vậy Trung, cái gì chưa thi mà suy nghĩ gì ghê vậy, cứ cứ học thôi, cứ học và làm thôi, không có gì. À khỏe, chỗ đó là ý là ví dụ mà tại một cái marking nào đó mà mình có nhiều hơn một transition mà có thể enable thì mình sẽ lần lượt file từng thằng. Lẽ ra cái chỗ câu đó phải là one by one mới đúng chứ không phải là one rồi one như vậy. Hiểu chưa bạn? Tức là mình sẽ lấy từng cái để mình file á, để mình tìm ra cái reachable marking tiếp theo. Nếu mà nhiều cái cùng enable cùng lúc thì mình cứ file tất cả. Mình file tất cả là file tất cả theo nghĩa là từng từng cái một theo dạng sequential á, để mình tuần tự để mình có được cái tập reachability nha. Thì ý của cái câu đó hình như là như vậy. Có nha hàng thì cuối kỳ các hạng môn này đó nha,
Rồi câu số 5 các bạn có lớp có gì không? 5A, 5B, 5C làm thoải mái đúng không? Các bị các bạn nào không không làm được không? Rồi, hay thay làm mẫu một bài ha, lấy bài khó nhất làm để mình qua những cái khác nữa. Rồi, để sẽ kiếm. Rồi, bây giờ thầy làm mẫu cái 5C, tại vì 5A chứ xin lỗi, 5B. Để coi. Mình muốn chứng minh cái này true bằng methodology thì hai cách giảng đi rồi trả về kết quả là 3 như x ha. Rồi đã làm cái này thì em cứ đơn giản thôi là mình sẽ bắt đầu từ hậu điều kiện đó, lúc nào cũng vậy ha, bắt đầu từ hiệu được hậu điều kiện sau đó mình sẽ đụng tới cái cách giảng x cộng y thì chắc chắn một điều rằng mình sẽ sử dụng cái luật gán à, nó một cách máy móc lắm, nó không có cái gì mà nó ghê gớm đâu à, nhưng mà chỗ này lưu ý tới đây thì theo nguyên tắc các bạn chỉ cần lấy cái vế bên phải của phép phép gán à, các bạn hãy đem thay vào tất cả những chỗ nào mà xuất hiện biến y một cách tự do, thầy nhấn mạnh nha, chỉ những nào y tự do thì mới được thế vô để các bạn thu được cái công thức đó là x cộng x cộng y bằng 3x. Tại vì ở trong cái công thức cuối cùng á, cái hậu điều kiện của mình á là y bằng 3x, như vậy là y là một cái sự xuất hiện tự do của biến y. Do đó là các bạn được phép thay cái y đó bằng x cộng y. Nhưng mà thầy giả sử ví dụ như chỗ này là với mọi y rồi gì gì đó y bằng 3x thì các bạn không có thế gì đây chứ. Tại vì nó bây giờ cái biến y này là cái biến bị ràng buộc mà ràng buộc thì không được phép thế, hình dung ha, thì dù ở đây có là x cộng y đi chăng nữa thì trên đây nó vẫn là cái cũ này, có nghĩa là với mọi, thì để cho dễ thì các bạn nên thấy khi nào mà có quantifier ở trong á mà cái y đó không tự do được á thì các bạn hãy thay cái giá trị của nó đi, thay cái ký hiệu của nó đi thì đây sẽ là với mọi y phải sao nữa y phải bằng 3x, có nghĩa là không thay gì hết. Còn nếu mà trong đây nó có xuất hiện thêm cái y tự do nào đó trước đó chẳng hạn thì các bạn hãy thay cái x cộng y vào trong cái y đó, nhớ nha, đây là một cái điều lưu ý cực kỳ quan trọng. Rồi à, như vậy thì ở đây thì thông thường thì nó thức xuất hiện tự do không mà chứ không có cái bị ràng buộc như vậy đâu. Rồi tiếp theo đó các bạn đụng tới cái phép assignment lần thứ hai thì ở đây các bạn cũng một cách máy móc thôi apply cái assignment rule thì ở đây các bạn cũng lấy cái x bên tay phải nè, các bạn thay vào tất cả những cái chỗ nào mà y xuất hiện tự do ở trong cái công thức ở dưới thì các bạn thu được gì? X cộng x bằng 3x. Và một số bạn ngay cái bước thứ hai á, có một số bạn sẽ lập tức đơn giản gì? Các bạn sẽ lập tức đơn giản là y bằng x rồi mới chạy lên. Nhưng mà thầy khuyến khích là thật ra không có sai. Có nghĩa là các bạn để nguyên y bằng x cũng được. Nghĩa là từ x cộng y bằng 3x thì các bạn đơn giản x hai x lên hai vế để ra được cái y bằng x và mới thay vào để thu được ở trên đây là x bằng x, nhưng mà thầy khuyến khích là không nên à, bởi vì sao? Bởi vì nếu mà các bạn không chắc nó là tương đương á, biến đổi cách tương đương á thì đừng làm, còn nếu mà tương đương thì không sao, nhưng mà nếu mà không tương đương thì cẩn thận cái gì? Cẩn thận cái logic đang từ trên xuống dưới nhưng mà đi là đi từ dưới đi lên, thì nếu mà nó chỉ có phép một chiều thôi đó, phép cái là một chiều đó, thì nên cẩn thận ha. Nếu mà nó chiều từ trên xuống dưới thì được, nhưng mà nếu nó từ dưới lên trên thì sai. Do đó là nếu mà các bạn không chắc chắn gì về cái sự tương đương của hai cái công thức x cộng y bằng 3x và y bằng x thì đừng đừng bao giờ simplify nó, cứ để nguyên nó rồi cứ tiếp tục thế cho đến khi hết cái chương trình mà thôi. Thì ở đây các bạn sẽ thu được cái cuối cùng là x cộng x bằng 3x. Thì cái này bởi vì các bạn đã chạy xong cái chương trình của các bạn rồi à, do đó thì cái này sẽ gọi là tiền điều kiện yếu nhất. À, tìm điều kiện yếu nhất nhớ nha, trong đề thi sẽ hỏi đó à, tìm điều kiện yếu nhất của cái chương trình là cái gì, thì ở đây các bạn bắt đầu từ hậu điều kiện
Các bạn đi ngược lên trên cho tới khi hết cái chương trình và các bạn thu được cái công thức, thì công thức đó chính là tìm điều kiện nhất. Dĩ nhiên một số lúc nó sẽ biến đổi đi, có nghĩa là nó không có giữ nguyên cái này đâu. Một lát nữa thầy sẽ cho các bạn thấy. Rồi công việc còn lại là các bạn chứng minh rằng cái tiền điều kiện mà người ta cho đó là true, nó phải dẫn đến x cộng x cộng x bằng 3x. Thì các bạn nhớ cái này cho thầy, để chứng minh cái mà các bạn quan chỉ còn quan tâm là true có dẫn đến x cộng x bằng 3x hay không. Thì các bạn chỉ cần chứng minh là với mọi x, x cộng x cộng x bằng 3x là xong. Có nghĩa là bất cứ khi nào các bạn muốn chứng minh cái sequence là true hay tautology nó sẽ dẫn đến phi, thì điều đó có nghĩa là phi luôn đúng. Phi luôn đúng. Đó có nghĩa là phi valid đó, phi luôn đúng. Thì có nghĩa là các bạn chỉ cần chứng minh là với mọi x phi là xong. Thì ở đây rõ ràng bởi vì cái tính chất phép cộng và dấu bằng và cái số nguyên, do đó là chúng ta sẽ luôn có là 3x cộng lại thì sẽ bằng 3x. Rồi như vậy thì true nó sẽ imply, thì bạn ghi chữ imply đây. Rồi như vậy là xong rồi, xong rồi chứng minh. Mà chẳng những true tautology nó imply đến x cộng x bằng 3x, mà x cộng x bằng 3x nó cũng kéo theo true luôn. Như vậy thì ở trong đây tiền điều kiện nhất đôi lúc nó cũng có thể biến đổi thành cái chữ tautology này, có nghĩa là true luôn luôn đúng. Rồi hàng một hàng đúng, nó là hàng đúng, là tiền điều kiện nhất. Rồi thì ở đây thì làm mẫu các bạn bài số 5 thôi, bài số 6 thì dễ lắm thôi, cho qua đi ha. Bây giờ thì muốn các bạn làm tới bài số 10. À, bài số 10 để thầy show cái màn hình. Rồi bây giờ mình sẽ làm bài số 10. Ở bài số 10 thì nó có dạng if else. If else. Làm đi rồi chỗ nào cần nhấn mạnh thì sẽ nhấn mạnh cho. Và nhớ lưu ý nha, chứ đừng để nhấn sai cái ra thi mà đọc. If statement thì phải làm như thế nào? Nào làm xong thử cho cái solution này ở trên cái khung chat thử xem. Thầy muốn coi các bạn làm thế nào. Và trong cái bài này lưu ý xác định dùm thầy là cái tiền điều kiện ít nhất của nó là gì luôn ha. Bởi vì đề thi sẽ hỏi cái câu đó. Rồi trong đề thi á, thường là cái tiền điều kiện hoặc là cái hậu điều kiện sẽ bị giấu đi. À, có nghĩa là ở đây là mình thấy luôn là Z sau khi chạy nhìn về xong, Z nó sẽ thỏa mãn là bằng giá trị cực tiểu của x và y. Nhưng mà ra thi thì nhiều khi là giấu một cái đó luôn, có nghĩa là cho cái chương trình P rồi tự xác định cái hậu điều kiện, sau khi xác định xong rồi tự tìm ra cái tiền điều kiện ít nhất đó, chỉ có vậy thôi. Cái dạng nó là như đó. Thật ra cái việc mà ẩn đi cái hậu điều kiện nó cũng hơi nguy hiểm, tại vì mình phải xét tất cả trường hợp có thể xảy ra, nó khá là nguy hiểm. Do đó là thường nếu mà cho luôn cái hậu điều kiện thì nó sẽ quyết định được nhiều thứ.
Rồi xong chơi đó. Có bạn nào có cái solution cho cái bài 10 không? Hy vọng kỳ sau là mọi thứ trở lại bình thường, có thể offline được. Online này thì cũng hơi mệt. Không ra hả? Không có bạn nào ra được cái hay là biết làm không có sale ra. Rồi, cái bài này các bạn chỉ cần apply cái if statement 2 thôi nha. Các bạn apply cái if statement 2 là ra thôi. Đó, để xong hình chữ. Rồi, cái bài này bài số 10. If xin lỗi bạn thầy ghi rõ luôn. Mình muốn chứng minh cái này. True. B z bằng min đúng không? Z bằng min của xi thì cái chương trình P của bạn sẽ là if lớn y thì gán z y và z rồi hoặc là gì hoặc là gán x và z rồi như vậy thì các bạn cũng làm tương tự các bạn bắt đầu từ z bằng min xi rồi đối với cái thằng x statement á thì bởi vì nó có hai trường hợp và để kết luận được chung một cái thì cả hai trường hợp này phải ra cùng cái công thức thì ở đây các bạn được phép bỏ cái hậu điều kiện vào trong từng cái đoạn luôn bởi vì sau cùng nó vẫn phải ra cùng một cái mà và thì là xét vào vào min xi à, xét vào min xi thì đây các bạn có thể ghi chữ x statement 2 cho này à, x statement 2 rồi à, tới đây thì các bạn đụng cái phép gán thì các bạn cứ làm theo như bình thường thôi à, hai cái phép gán thì các bạn sẽ thu được cái gì x bằng min xi nha rồi cái trên đây các bạn sẽ thu được là y bằng min xi bởi vì các bạn sẽ thế cái min xi à, xin lỗi này thế cái x vào trong tất cả những chỗ nào xuất hiện của z đối với cái trường hợp thứ hai và thế y vào trong tất cả những chỗ nào xuất hiện z một cách tự do trong cái công thức ở trên cái phần số 1 thì như vậy các bạn sẽ thu được là y bằng min xi hoặc là y x bằng min xi rồi khi mà sử dụng x statement 2 thì các bạn chỉ cần như vậy sau khi chạy xong cái đoạn chương trình trong if á, các bạn đưa nó lên trên đầu if mà khi đưa trên đầu if thì nó phải bao quát cả hai trường hợp có nghĩa là nó phải xảy ra cả hai trường hợp này à, như vậy thì cái trường hợp thứ nhất sẽ là x lớn hơn y sẽ, có nghĩa là boolean b nó sẽ là true thì nó sẽ kéo theo là y bằng min xi ok ha min xi rồi và cái gì và ở đây có dấu ngoặc nữa nhưng mà thì ít ghi để cho nó đỡ rối á, là x bé bằng y có nghĩa là else nghĩa là khi mà x lớn y sai á, thì nhờ x bé bằng y thì kéo theo gì x bằng mini min xi hình dung ha rồi tới đây nhiệm vụ còn lại của mình là chứng minh gì true nó sẽ imply ra cái này mà như nãy thầy nói true mà imply ra cái này có nghĩa là cái tiền điều kiện nhất của mình là cái này này ha x lớn hơn y thì dẫn cái gì đó rồi thì true mà imply ra nó thì có nghĩa là cái này phải luôn đúng rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi nó có luôn đúng hay không giải thế là nếu x lớn hơn y thì hiển nhiên y nó sẽ là nhỏ nhất trong xi rồi nếu mà x bé hơn bằng y thì dĩ nhiên x nó sẽ là nhỏ nhất trong xi thì hay nói khác đi là cái công thức này luôn đúng mà luôn đúng thì true nó tìm ra đó nha như thì các bạn chỉ cần ghi lại là true rồi imply ngay chỗ này imply song song với lại cái chỗ tiền điều kiện nhất á rồi imply nha imply rồi ok rồi rồi đại khái là như vậy ha rồi thì đây sẽ là bài số 10.
là số 10. Rồi các bạn nào có thắc mắc gì về chữ if statement không? Dễ mà ha, đâu có gì đâu khó. Rồi cái, tới cái vòng lặp while thì mới là quan trọng nè. Thì thầy sẽ hai cái dễ thì thầy có thể làm lẹ lẹ, nhưng mà cái vòng lặp while thì thầy phải các bạn phải phải làm kỹ một chút, tại vì thường sẽ hỏi cái vòng lặp while trong cái trong đề thi. Rồi các bạn làm giúp thầy cái bài số 13 nha, bài số 13 nha. Cái bài tập này là ở trong chương số 4 của Hết Raya đó. Bây giờ các bạn làm bài số 13 cho thầy. Ở đây cái bài này nhìn vậy nhưng mà nó có một số ý cực kỳ quan trọng ở trong đây. Rồi, bài này nó yêu cầu các bạn là chứng minh rằng là nếu bắt đầu từ tiền điều kiện là ít lớn hơn không, thì sau khi chạy cái đoạn chương trình copy một á thì các bạn sẽ thu được một cái trạng thái mới, mà trong trạng thái đó sẽ thỏa mãn là x bằng y. Rồi bây giờ các bạn hãy chứng minh rằng cái này nó đúng đắn bán phần đi. À, như vậy thì các bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Từ cái hậu điều kiện là x bằng y. Rồi các bạn làm gì đó à, đi lên trên cho tới khi các bạn đụng được cái tiền điều kiện yếu nhất, rồi cuối cùng chứng minh là tiền điều kiện nó dẫn đến tiền điều kiện yếu nhất là xong. À, các bạn thử trước đã, các bạn thử làm trong nháp trước đi rồi thầy sửa cho. Nhưng mà bạn nào làm xong rồi thì có thể gõ cái đáp án của mình lên lên cái khung chat để thầy coi các bạn làm như thế nào. Xong bài số 13 mình sẽ qua đề thi. Xong bài số 3 mình sẽ qua làm thử mấy cái câu trong đề thi để coi coi là mỗi năm nó sẽ ra cái mức độ như thế nào. Và nhắm là trong bao lâu mình có thể trả lời được hết những cái câu hỏi đó. Dĩ nhiên là nó sẽ bao quát trong chương 1, chương 2 luôn. Trong thời gian chờ đợi để thầy nói cái kỳ thi cuối kỳ, kỳ thi cuối kỳ các bạn có 70 phút nha. 70 phút giống như hồi giữa kỳ đó, 70 phút bạn làm trắc nghiệm toàn bộ trong 70 phút, tầm khoảng 25 đến 30 câu, tầm khoảng đó. Bạn không chắc chắn về số lượng câu hỏi nhưng mà cái khoảng khoảng như vậy. Quy hoạch tuyến tính với lại automata không cần ôn nha, bởi vì không có cho thi cái phần đó, chỉ cho cái phần logic này với lại cái phần phần business thôi. À, quan trọng nhất của cái phần này là bất biến. Bạn nào ra được cái bất biến cho thầy biết là bất biến của để chứng minh cái vòng lặp while này nó đúng đắn bán phần hay riêng phần là thằng nào, là công thức nào. Nhớ cách tìm bất biến không?
Hỏi thử ha. Nguyễn Minh Khỏe, cho thầy biết gốc biến của cái bài số 13 là cái gì đi. Ơi. Đi đâu rồi ta? Có nhớ cách tìm bất biến của cái chương trình không? Hôm bữa thầy mới hướng dẫn đó. À, cái câu này ra thi đó nha, phải biết nha, nói cái này phải 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 nằm lòng luôn là thôi giúp một lần nữa thôi nha. Cái này mày phải bây giờ phải phải trả lời liền, liền chứ ta. Rồi cái đi coi cái chương trình là rồi viết lại ha, viết đẹp đẹp xíu, thật show viết lớn mà không copy một, trả về ít đăng ly. Ok rồi, chương trình copy một nó sẽ là gán ít vào a, gán không vào y. While e khác không thì án y cộng một và y có nghĩa là tăng y lên một đơn vị và giảm a đi một đơn vị. Rồi đây là cái đoạn chương trình của mình và nó chứa cái vòng mặt ngoài. Như vậy thì muốn chứng minh được nó đó, buộc lòng mình phải có bất biến, nếu mà không có bất biến là không có làm gì được hết. Thì để tìm bất biến thì thầy nhắc lại ha, bất biến nó chính là cái mối quan hệ giữa tất cả những cái biến ở trong cái một lập y. Nó nói nôm na thôi nha, không có định nghĩa nào kiểu đó hết nha, thầy chỉ định nghĩa theo cái kiểu là hình hình thức kiểu đó, cách nôm na vậy thôi. Rồi như vậy thì để tìm được cái bất biến á, các bạn cần phải dò cái giá trị ha của tất cả những cái biến ở trong cái không một lập y. Thì ở đây các bạn lưu ý nó chỉ có hai cái biến thôi, đó là biến a và biến y, biến a và biến y. Thế đây sẽ là bước, đây sẽ là biến y, đây sẽ là biến a. Rồi ở bước đầu tiên không thì y có giá trị là không theo thông qua hai cái phép kế á, y bằng không, rồi a sẽ nhận giá trị là x. Thì ở bước đầu tiên y sẽ tăng lên một đơn vị, như vậy là một, a sẽ giảm đơn vị một đơn vị là x trừ một. Ở bước số 2 y tiếp tục tăng lên một, a tiếp tục giảm đi một. Ở bước số 3 y tăng lên 3, a giảm đi 1, có nghĩa là x trừ 3. Rồi sau đó các bạn có thể làm tiếp tục nếu các bạn chưa chắc chắn về cái mối quan hệ. Thì các bạn bây giờ các bạn quan sát từng cái cặp ha, từng cái cặp giá trị, và các bạn quan sát coi cái mối liên hệ nào giữa y và a mà nó không đổi xuyên suốt qua tất cả những cái bước này, thì nó chính là một trong những cái bất biến có thể có khả năng. Rồi như vậy thì rõ ràng các bạn thấy là y cộng a luôn luôn bằng x, tại vì ví dụ như bước không là không cộng x bằng bằng x, một cộng x cộng trừ một bằng bằng x, hai cộng trừ x trừ hai bằng x. Như vậy cuối cùng là
cái công thức mà khả quan nhất đó là y cộng a bằng x ha. Thì đây mình liệu hỏi là nó có phải là bất biến hay không, hình dung ha. Rồi như vậy thì để kiểm tra để chắc chắn hơn nữa đó, có nghĩa là mình tới đây là mình chưa phải là xong đâu, để chắc chắn hơn nữa mình kiểm tra một trong ba cái điều kiện mà thầy nói là để nó trở thành một cái chứng minh đúng đắn ấy, đúng đắn ấy. Thì để cái điều kiện mà dễ nhất để bạn có thể kiểm tra nhanh đó, đó là cái điều kiện mà bất biến và cái bool lên b sai thì sẽ kéo theo cái hậu điều kiện. À, đây là cái một trong những cái dễ nhất mà các bạn có thể chứng minh liền ngay tức. Thì sau khi dò được cái mối quan hệ giữa y và a rồi thì các bạn kiểm tra rằng là y cộng a bằng x và phủ định của bool lên b là phủ định của a khác không, bởi vì trong cái đoạn chương trình của mình á, cái b là sẽ là a khác không, như vậy thì phủ định của nó sẽ là gì, là a bằng không, đúng không? Rồi mình sẽ kiểm tra rằng là hai cái này nó có kéo theo cái hậu điều kiện hay không, mà hậu điều kiện của mình đề cho là x bằng y, nhưng mà thật ra ra thi nhiều khi không có cho đâu, không có cho cái hậu điều kiện đó, các bạn phải tự tự lập luận lấy ha. Thì ở đây các bạn sẽ có được là, xin lỗi các bạn không có dấu này nữa, sẽ là dấu x bằng y. Rồi đây là cái một trong ba cái mà các bạn có thể kiểm tra một cách nhanh nhất. Thì rõ ràng y cộng a bằng x và a bằng không thì nó phải dẫn đến gì, x bằng y, đồ này luôn luôn đúng. Rồi như vậy thì thầy biết được rằng là cái khả năng rất rất là cao là y cộng e bằng x nó chính là bất biến của chương trình. Thì tới đây mình sẽ sử dụng nó để chứng minh ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng nó để chứng minh. Rồi bây giờ thầy sẽ bôi cái phần mà kiểm tra đó đi. Mình kiểm tra ngoài nhóm mà chứ mình đâu có liên đưa nó vào cái chứng minh làm cái gì. Rồi như vậy thì bây giờ mình cũng làm tương tự, mình sẽ bắt đầu từ hậu điều kiện đó là x bằng y. Bạn luôn nhớ là mình phải luôn bắt đầu từ cái hậu điều kiện. Nhưng mà ở đây nó khác với if statement. Đối với if statement thì bởi vì cả hai trường hợp nó sẽ ra cùng cái công thức nên mình được phép bỏ vào. Nhưng mà đối với while thì khác. Đối với while thì muốn bỏ vào nó thì cái bool nó phải, cái bool lên nó phải thỏa mãn trước đã. Mà muốn nó thỏa mãn thì có nghĩa là a khác không. Như vậy hay nó khác đi là cái hậu điều kiện của bạn là nó đang ngầm chứa cái chuyện là a bằng không ở trong đây rồi. Như vậy thì các bạn hãy sử dụng chính cái vừa mới kiểm tra để các bạn tách cái này làm hai phần. Phần thứ nhất là bất biến y cộng a sẽ bằng x, và cái thứ hai là phủ định của cái bool lên của bạn, có nghĩa là a phủ định của a khác không, là a bằng không á. Thì rõ ràng cái trên nó sẽ imply cái dưới như các bạn đã chứng minh rồi. Do đó là cái việc đầu tiên là các bạn phải tách nó ra thành hai thằng này. Rồi sau đó các bạn mới được phép bỏ cái bất biến của mình vào trong cái vòng lặp while. Thì như vậy lúc bây giờ các bạn bỏ lại bỏ gì? Bỏ y cộng a bằng x vô. Bỏ y cộng a bằng x vô. Thì chỗ này các bạn ghi giúp thầy là chữ partial y. Partial y có nghĩa là mình giả định cái chương trình mình sẽ dừng ấy. Chứ mình không có nhất thiết là chứng minh nó dừng. Ok. Khi mà mình vừa bỏ bất biến vô thì các bạn sẽ đụng ngay tới gì? Đụng ngay tới a chấp gán a bằng a trừ 1. Rồi. Như vậy thì một cách máy móc mình apply cái assignment rule thì mình sẽ ra được cái gì? Bây giờ các bạn chỉ việc thay cái a trừ 1 vào trong tất cả những cái chỗ nào xuất hiện tự do cái thằng a ở trong công thức y cộng a bằng x đó. Thì rõ ràng các bạn thấy là y cộng a thì bây giờ sẽ là y cộng a trừ 1 ha, y cộng a trừ 1 bằng x. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai các bạn tiếp tục đụng cái phép gán là y cộng 1 vào y. Thì các bạn sẽ ra được cái assignment rule ha. Được cái assignment rule thì các bạn thay vào. Bây giờ các bạn thay y cộng 1 vào tất cả những chỗ nào xuất hiện y. Các bạn sẽ ra được y cộng 1 cộng a trừ 1 bằng x. Hình dung ha. Thì đây là cái mà các bạn thu được sau khi chạy xong cái thông vòng lặp while. Nhưng mà cái vấn đề là mình đang muốn chứng minh y cộng a bằng x là bất biến. Thì cái trên nó phải giống với cái dưới. Trên phải giống với dưới. Thì ở đây các bạn chỉ cần kiểm tra rằng là liệu y bằng, xin lỗi các bạn, liệu y cộng a bằng x nó có dẫn đến cái dưới đây không? Có nghĩa là có dẫn đến là y cộng 1 cộng a trừ 1 bằng x. Thì đó là nó dẫn tới ha. Và ở đây các bạn nên thêm luôn cái bool lên b vô. Có nghĩa là a khác không. Thật ra khi thêm vào thì nó không có ảnh hưởng gì hết. Tại vì ở đây là conjunction. Do đó là các bạn được phép từ trên xuống dưới, logic từ trên xuống dưới các bạn được phép sử dụng cái conjunction elimination đó. Có nghĩa là b và q thì chỉ cần lấy b thôi cũng được nữa. Do đó là cái này nó vẫn đúng. Như vậy đây là chữ imply.
mục đích thêm vô là để chi, để có cái guarantee là ok trong cái này để chạy hai cái này thì cái bullet phải phải khác không, hình dung ha. À, xin lỗi các bạn, cái bullet phải phải true. Rồi như vậy là các bạn đã có được cái phần này. Wow, như vậy là chính xác là bất biến rồi nha. A khác không. Rồi bây giờ các bạn mới đem cái bất biến ra khỏi cái vòng lặp while của các bạn. Để kéo xuống đây. Ok. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là đem cái bất biến ra khỏi vòng lặp while. Khi các bạn đem ra thì các bạn chỉ cần đem y cộng a thôi, a y cộng a bằng x thôi, chứ không cần đem a khác không. Bởi vì a khác không chỉ đảm bảo là nó chạy trong trong while thôi, còn ra ngoài thì nó được phép bằng không. Và như vậy các bạn chỉ cần kiểm tra lại, khi mà viết như vậy thì khi mà a bằng không thì nó skip qua vòng while thì nó có trả về đúng là y cộng a bằng x và a bằng không hay không, thì rõ ràng là nó trả về ha, do đó là mình không có vấn đề gì hết. Rồi tiếp tục hai phép gán y bằng không và các bạn thu được là không cộng a bằng x. Rồi tiếp theo là các bạn đụng cái a bằng x thì các bạn thu được là không cộng x bằng x. Rồi tới đây. Dĩ nhiên đây là hai assignment rule ha. Assignment rule. Rồi, tới đây các bạn chỉ cần kiểm tra là liệu cái tiền điều kiện của bạn là x lớn bằng không. Thì x lớn bằng không nó có dẫn đến cái dưới không? Có nghĩa là cái x lớn bằng không có dẫn đến x bằng x không? À, x lớn bằng không có dẫn đến x bằng x không? Là có nha. Thậm chí là true cũng được nữa. Nha, có nghĩa là thậm chí chỗ này là true cũng được nữa, bởi vì x luôn bằng x, nó luôn đúng, do đó là true phải im đấy đó. Như vậy thì không nhất thiết là phải x lớn bằng không thì mới thỏa mãn tính đúng đắn bán phần hay riêng phần gì đó. Hiểu hiểu ý thầy không? Rồi. Nhưng mà nếu mà cái bài này thầy sửa lại một chút, là thầy yêu cầu các bạn chứng minh tính đúng đắn toàn phần đi, thì lúc bấy giờ cái tiền điều kiện nó không thể nào là true được nữa nha các bạn. Bởi vì nếu nó là true thì nó chứa được cái trường hợp x âm, mà x âm thì nó dẫn đến là vòng lặp while này sẽ không kết thúc, bởi vì a nó sẽ luôn luôn giảm dần, a giảm dần và nó sẽ không bao giờ nó đạt đến được không được, nó luôn âm, còn số 0 thì vẫn là số 0. Do đó thì hàng đó không bằng nhau, mà a không bằng không thì nó không thể nào dừng cái vòng lặp while được. Thì như vậy trong lúc đó khi mà trường hợp đúng đắn toàn phần thì nó không thể nào là true nữa, tiền điều kiện không thể là true được nữa. Rồi đó là một ý. À, như vậy là xong rồi. Như vậy bây giờ nếu mà muốn chứng minh đúng đắn toàn phần á thì các bạn chỉ cần tìm cái variance e thôi. Variance e thì ở đây nó là một cái biểu thức mà nó lớn bằng không, có giá trị lớn bằng không. Thứ hai là nó phải giảm dần sau mỗi lần chạy vòng lặp while. Thì ở đây thầy không ghi lại chứng minh nha, bởi vì nếu mà ghi lại chứng minh thì nó mất thời gian của bạn. Do đó các bạn tự coi lại cái chứng minh về đúng đắn toàn phần. Rồi như vậy ở đây các bạn muốn tìm ra được cái thằng e đó thì các bạn chỉ cần quan sát cái điều kiện của các bạn, đó là a khác không, thì các bạn biết rằng là cái vòng lặp qua nó sẽ dừng khi a sẽ chạm tới không. Và ở đây các bạn quan sát thấy là cái dòng lệnh của mình đó là a trừ một, có nghĩa là mỗi lần chạy a nó sẽ giảm một đơn vị. Như vậy thì giảm cho tới nào nó bằng không thì thôi. Như vậy thì rõ ràng là cái e này nó nên là gì, nó nên là chính là thằng a đó. Bởi vì nếu nó là a thì nó sẽ giảm cái giá trị sau mỗi lần chạy cái thằng vòng lặp while, và tới một lúc nào đó nó sẽ chạm tới thằng không ha, để nó dừng cái chương trình. Và dĩ nhiên để làm được chuyện đó thì nó đòi hỏi cái gì, đòi hỏi a phải lớn bằng không. Khi nó đòi hỏi a lớn bằng không mà cái phép gán sau cùng của mình nó là a bằng x, như vậy cuối cùng nó dẫn đến là cái tiền điều kiện của bạn đòi hỏi phải có x lớn bằng không. Bởi vì khi có x lớn bằng không thì qua phép gán các bạn sẽ thu được a lớn bằng không liền. Thì hiểu ý thầy không? Các bạn sẽ thu được a lớn bằng không. Thì như vậy thì chính cái tiền điều kiện x lớn bằng không nó sẽ dẫn đến sự dừng hẳn của chương trình, và như vậy nó đúng đắn toàn phần. Ok. Bây giờ thầy sửa lại một chút ha, thầy sửa lại một chút nữa. Cho qua mới đi. Với cái chương trình đó mà bây giờ thầy thầy không xét đúng đắn toàn phần nữa mà thầy được xét đúng đắn bán phần, và đây là cái hậu tiền điều kiện chạy cái chương trình copy một đó nha, copy một và cái hậu điều kiện vẫn là y bằng x. Rồi bây giờ cái chương trình nó sẽ như sau, nó vẫn là cũ thôi, cái này quan trọng nha, ra thi các bạn sẽ gặp đó. While a rồi khác không cái gì rồi
tăng y lên một một đơn vị, a giảm đi một đơn vị. Rồi bây giờ cái chương trình của mình này, như này ha. Rồi các bạn đã biết là để đúng đắn bán phần thì cái phi của mình có thể là true đúng không, cái phi của mình có thể là tautology, làm hàng đúng. À nhưng mà bây giờ nếu mà thầy sửa lại một chút, có nghĩa là thầy sẽ sửa lại cái chỗ này nè, chỗ này nè, thay vì cái này là a khác không thì nó mới chạy, bây giờ thầy ép buộc là a phải lớn hẳn hơn không thì mới chạy. À, thầy sửa lại chỗ này luôn nha, a phải lớn hẳn hơn không mới chạy. Thì lúc bây giờ cái tiền điều kiện của mình á, nó có thể là hàng đúng hay không, nó có thể là hàng đúng hay không, và bất biến lúc đó sẽ là cái gì. À, bất biến là sẽ là gì, bất biến để chứng minh tính đúng đắn nó là cái gì, có phải là y cộng a bằng x nữa hay không. À, phải là y cộng a bằng x hay không, đó là những cái câu hỏi mà các bạn phải đặt ra và phải trả lời được, tại vì ra thi là sẽ hỏi ba cái câu này, à, những cái câu như thế này. Ok rồi, để làm được chuyện đó thì các bạn làm, để trả lời được câu này các bạn làm như thế này. Bây giờ cái bất biến mình vẫn giữ nguyên là y cộng a bằng x, nhưng mà các bạn nhớ là các bạn phải kiểm tra lại cái tính chất, một cái điều kiện, một trong ba điều kiện dễ nhất mà các bạn có thể chứng minh, đó là y cộng a bằng x có nghĩa là cái bất biến của bạn và cái gì, và boolean b nó sai. Mà khi boolean b nó sai thì trong trường hợp này là a lớn không, thì khi phủ định lại sẽ ra là a bé bằng không đúng không. Mà khi a bé bằng không các bạn xem coi là nó có thỏa mãn là dẫn đến x bằng y không, chắc chắn là không rồi, y cộng a bằng x và a bé bằng không thì làm gì có cái chuyện là nó dẫn đến x bằng y được, bởi vì a có thể âm mà đúng không. Thì như vậy trong trường hợp này các bạn phải làm mạnh lên cái bất biến của các bạn nha, có nghĩa là các bạn phải làm, phải thay đổi cái y cộng a bằng x này bằng cái gì đó mà sao cho khi nó kết hợp a bé bằng không thì nó phải dẫn đến được x bằng y đúng không. Thì ở đây các bạn làm mạnh nó lên bằng cách là các bạn thêm luôn, mạnh lên có nghĩa là thêm conjunction á, thêm cái gì, thêm a lớn bằng không, bởi vì khi a lớn bằng không kết hợp với a bé bằng không sẽ dẫn đến a bằng không, mà a bằng không thì y cộng a bằng bằng x đúng rồi đúng không, như vậy là y bằng x rồi. Như vậy thì ở trong trường hợp mà đặt show y nhưng mà a lớn hơn không thì nó sẽ dẫn đến là cái bất biến của các bạn không phải là y cộng a bằng x, mà thông qua chỉ thông qua just cái values của từng cái biến á, các bạn có thể tìm ra, mà các bạn phải quan sát thật là kỹ ha, quan sát thật là kỹ cái điều kiện b á. Rồi từ đó các bạn kiểm tra cái tính chất thứ ba cuối cùng trong cái chứng minh là đúng đắn bán phần, đúng đắn thành phần gì đó, thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái bất biến trong trường hợp này nó phải kèm theo cả cái chuyện là a lớn bằng không luôn nha, kèm theo cả chuyện a lớn bằng không, để khi kết hợp với phủ định b thì nó sẽ ra được a bằng không, thì lúc đó y nó còn ít được, còn không không ha. Thì như vậy thì chính cái a lớn bằng không này khi mà các bạn đưa lên tới chỗ chỗ này nè, à, y cộng a bằng x nè, trước còn bằng y và a lớn bằng không, thì chính chỗ này một lát nữa nó sẽ dẫn đến là cái tiền điều kiện của mình phải thỏa mãn x lớn bằng không, tại vì nếu x không lớn bằng không thì qua cái phép phép kén x và a thì sẽ không có chuyện a lớn bằng không được. Thì như vậy thì chính cái điều kiện này, à, cái điều kiện b ấy, nó làm cho cái nó đã làm cho cái bất biến của bạn buộc lòng phải chứa được a lớn bằng không, có nghĩa là dẫn đến tiền điều kiện của bạn phải là x lớn bằng không mới được, còn không mà các bạn không chứng minh được. Hay, như vậy thì ở đây các bạn thấy không, nó rất là phức tạp, nó phức tạp, nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ, thứ nhất là hậu điều kiện, thứ hai là cái điều kiện của vòng lặp quay và cả tiền điều kiện của các bạn nữa, nó phụ thuộc ba thứ như vậy ha. Thì bởi vì nó là cái này nó không có dễ, nó không có dễ và nó đòi hỏi cái logic phải rất là chặt chẽ thì mới được ha. Rồi thì đó là một số ý thầy lưu ý các bạn. Bây giờ chắc là thầy cho các bạn coi, à, làm thử luôn, à, làm thử những cái đề của mấy học kỳ trước coi nó như thế nào. Ok, để thầy coi coi cái đề nào nên làm trước đây. À, rồi bây giờ chắc là mình làm đề đề này đi. Ok, đề này thì nó là họ phải làm câu 13 trước mới được. Rồi,
Bây giờ các bạn ha, các bạn lấy nháp ha, các bạn làm giúp thầy thử trước cái câu 13 coi. Xin lỗi các rồi, các bạn làm giúp thầy cái bài số 13 ha. Cái bài số 13. Rồi các bạn hãy cho thầy biết là như vậy thì câu 13 nó sẽ liên quan đến điều kiện yếu nhất. Như thầy nói ha, nó hỏi xung quanh mấy cái đó thôi. Thì điều kiện yếu nhất nó sẽ là thế nào trong đây? A, B, C hay D? À, với cái cách định nghĩa, cái cách ký hiệu như vậy. À, các bạn thử trả lời giúp thầy ha. À, để trả lời giúp thầy cái câu nào đúng. Thử làm thôi sao? Đừng có nhìn cái đáp án, nếu mà bạn nào có đáp án thì các bạn khoan nhìn. Nếu mà các bạn ấy được thì các bạn phải 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 giải thích được tại sao nó là cái đáp án đó mà không phải là đáp án khác nha. Rồi. Các bạn làm thử đi. Dạ, bạn khoảng 5 phút. Sao nếu ra thi mà lỡ đụng mấy cái giống giống vậy các bạn thấy sao? Nó chẳng qua là cái cũ thôi, không có gì mới hết, chẳng qua là nó đổi ký hiệu xíu rồi nó yêu cầu mình biến đổi thôi chứ không có gì hết ha. Thì rồi thầy hướng dẫn từng chút một ha. Thật ra khi mà ra thi á, là lúc đề thi được phép định nghĩa một cách mới ha. Miễn sao có ghi cái định nghĩa đó thôi, thì các bạn chỉ cần dựa cho cái định nghĩa đó mà làm thôi. Thì cái chữ VKB này thật ra nó là cái này, các bạn nhìn chỗ này nè, cái chữ VKB nghĩa là weakest precondition, là điều kiện, tìm điều kiện yếu nhất của cái chương trình P, mà sao cho sau khi chạy xong á thì trạng thái mới nó thỏa đáng cái hậu điều kiện C. Thì như vậy thì chẳng qua là các bạn muốn tìm ra nó thì các bạn làm gì? Bắt đầu từ cái hậu điều kiện C. Các bạn đi ngược lên trên cho tới khi các bạn đụng được cái điều kiện đầu tiên, sau khi hết xong cái chương trình P thì các bạn sẽ ra được cái công thức đó chính là cái hậu điều kiện, tìm điều kiện yếu nhất của bạn. À, lưu ý cái đó là do định nghĩa thôi. Thì như vậy ở đây với từng cái này các bạn chỉ cần tách nó ra thành một cái chương trình P và cái hậu điều kiện. Thì các bạn để thì tập bỏ được bỏ cái màu đấy, bỏ cái màu rồi, cái màu xanh lá cây á là chương trình P, cái màu xanh dương á là cái hậu điều kiện. Bây giờ các bạn chỉ cần bắt đầu từ x bé hơn y, rồi các bạn đi ngược lên trong cái chương trình đó là phép gán x nhân y bởi y rồi x cộng y bởi x, các bạn tìm ra được công thức. Thì cái công thức đó chính là cái tìm điều kiện nhất. Tuy nhiên như thầy đã nói, cái tìm điều kiện yếu nhất nó không phải lúc nào nó cũng để y nguyên như vậy mà nó sẽ biến đổi đi. Thì quan trọng là các bạn phải biết là công thức nào trong đây nó tương đương với công thức đó. À, công thức nào ở đây nó sẽ tương đương với công thức đó.
Rồi các bạn thế thử là các bạn sẽ ra được cái công thức gì nha. Rồi, rồi cho thầy biết rồi 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 thầy sẽ tiếp tục ha, thầy sẽ tiếp tục coi coi hướng dẫn các bạn là làm sao biến đổi nó tương đương nha. Biến đổi tương đương. Rồi, nếu các bạn thế vào á, thì các bạn sẽ thu được cái công thức sau đây. Ở đây thầy làm gọn luôn nha, thầy simplify nó luôn. Và xin lỗi các bạn sẽ ra được x cộng y trừ nhân cho 1 trừ y, nó sẽ âm. Đó chính là cái công thức tìm điều kiện nhất của các bạn. Và bây giờ mình sẽ quan sát coi cái công thức thầy mới gõ đó, nó tương đương với thằng này. Thì ở đây các bạn có thể nhìn xuống cái, các bạn nhìn sơ qua cái công thức mà các bạn vừa tìm được, các bạn sẽ thấy rằng là để cho x cộng y nhân cho 1 trừ y mà âm thì hai thằng này nó phải trái dấu nhau. Trái nhau, dấu nhau nghĩa là x cộng y mà dương nó phải dẫn đến là 1 trừ y âm. Và ngược lại, nếu mà x cộng y mà âm thì nó phải dẫn đến 1 trừ y dương ha. Và nó không được phép bằng, có dấu bằng xảy ra, có nghĩa là x không thể nào bằng trừ y và y cũng không thể nào bằng 1. Thì như vậy nó chỉ có một cái trường hợp duy nhất đó, đó là cái trường hợp này nè. Xong rồi. Rồi, như vậy thì các bạn để ý là nó chỉ có cái thằng C nha. Cái đáp án C là cái đáp án mà nó chính xác nhất thôi nha. Có nghĩa là nếu mà x x cộng y mà dương á thì có nghĩa là x lớn hơn trừ y. Và trong trường hợp đó nó buộc lòng nó phải dẫn đến y lớn 1, tại vì nếu mà y y bé hơn 1 thì nó sẽ không trái dấu được. Như vậy thì chỉ có câu C là có đúng. Như vậy các bạn thấy không? Dù cái đề nó hỏi khá là rắc rối nhưng mà khi mà các bạn quan sát kỹ chút là các bạn sẽ thấy được cái câu trả lời thôi nha, không có gì khó đâu. Như vậy chẳng qua nó là bài cũ, không có gì mới nha, không có gì mới. Rồi. Như vậy là xong cái câu 13 ha, xong câu 13. Sau khi các bạn giải quyết được xong câu số 13. Rồi, bây giờ các bạn quay lên đây, các bạn làm giùm thầy cái bài số 1, các bạn thử sử dụng cái ký hiệu mới đó. Các bạn hãy trả lời xem là A, B, C, D, cái nào đúng. Thì cái này nó liên quan đến cái vị từ ha, và nó cũng liên quan tới cái chương trình nữa, nhưng mà nó mang hơi hướng của vị từ nhiều hơn. Có nghĩa là chứng minh những cái semantic entailment này ha. Thì câu này nó hỏi là cái nào sai. Cái nào sai thì có nghĩa là trong đây có ba cái đúng và một cái chương trị sai và ba cái còn lại có chương trị đúng. Thì bây giờ các bạn hãy xác định giùm thầy là A, B, C, D, cái nào có chương trị đúng và cái nào có chương trị sai. Các bạn thử sức mình coi như thế nào. Cái dạng đề nó sẽ ra như cái kiểu giống vậy. Do đó là các bạn phải 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 nắm được nha, phải biết cách lập luận để làm sao mà có thể giải được những cái bài này. Rồi thử ha, bây giờ các bạn cứ thử đi. À, muốn làm được con số 1 các bạn phải nhớ bài. Phải nhớ những gì mà thầy nói bữa. Các bạn mới ra được cái này. Và hiểu được rằng là VKP, cái hiệu của nó chính là tìm điều kiện nhất. Thử cái câu nào đúng, câu nào sai. Đúng sai theo cái nghĩa là chương trị chứ không phải là đáp án ha. Đúng theo cái chương trị. Cũng cũng đừng có phải biết cân đối nha, các bạn đừng có tập trung quá nhiều vào Bachinet mà không tập trung đến cái logic này, vì cái này tới 50% số điểm rồi, bạn mà không không biết cân bằng hai thứ thì nguy hiểm lắm. Rồi theo các bạn, cái nào có chân chỉ đúng và cái nào có chân chỉ sai. À, bây giờ đừng làm lung tung, nếu mà làm lung tung thì các bạn rối. Và bắt đầu thử thằng A thử lên, các bạn xác định giúp thầy là cái câu A cái chân trị nó đúng hay sai, học logic rồi nên giờ phải biết ha, chân trị của này đúng hay sai.
Đây là semantic entailment nên nó phải đúng với mọi môi trường L, nhớ nha. À, thực ra cái này là satisfaction relation mới đúng nha, chứ không phải là semantic entailment. Bởi vì semantic entailment nó đòi hỏi phải đúng với mọi model, đúng với mọi model. Và ở đây mình giả sử là mình fix một cái model mà nó có thể giải thích được tất cả những ký hiệu trong P, cộng trừ nhân chia gì đó. Rồi bây giờ mình chỉ cần chứng minh là với mọi cái môi trường L thì cái tiền điều phủ định của tiền điều kiện này nó sẽ dẫn đến cái tiền điều kiện kia. Có ai đúng hay sai thì em? Nếu thầy nói ra thì tụi em sẽ thấy nó dễ, mà nếu mà tụi em tự nghĩ thì chắc có thể là nó hơi khó. Là cái câu này thật ra nó cũng khá khó nha, chứ không không đơn giản. Do đó sẽ giải đáp cho tụi em cái câu này ha, giải đáp cho tụi em câu này. Cái câu này đại khái là nó như vậy. Bây giờ xét cái câu A trước nha, giờ mình coi coi câu A đúng hay sai. Có nghĩa là nó yêu cầu các bạn là chứng minh rằng cái tiền điều kiện này, cái tiền điều kiện yếu nhất này, phủ định của nó sẽ dẫn đến tiền điều kiện kia, tiền điều kiện yếu nhất của thằng kia. Rồi có nghĩa là tụi em sẽ bắt đầu từ một môi trường mà thỏa mãn cái này, có nghĩa là thỏa mãn cái phủ định của tiền điều kiện yếu nhất P dẫn đến không không phi, mà thỏa mãn phủ định thì có nghĩa là không thỏa mãn cái VKB B phủ định phi, đúng không? Thỏa mãn phủ định thì không phủ định thì không thể nào thỏa cái khẳng định. Rồi, và tụi em có nhớ là cái hôm bữa mà thầy nói với các bạn á là cái tiền điều kiện yếu nhất nó đến từ cái gì, nó chính là cái điều kiện cần để cái hậu điều kiện có thể xảy ra. Thầy có nói chỗ này, có nghĩa là tiền điều kiện yếu nhất nó chính là điều kiện cần để cái hậu điều kiện có thể xảy ra. Rồi mà vì L nó không thỏa cái tiền điều kiện yếu nhất của cái P phủ định phi, nó chậm lại nha. Giả sử L là môi trường thỏa mãn phủ định của cái này, của cái màu xanh dương này, bởi vì nó thỏa mãn phủ định nên nó không thể nào thỏa mãn cái khẳng định, mà nó không thỏa mãn cái khẳng định, mà cái khẳng định là điều kiện cần để phủ định phi xảy ra. Như vậy nó dẫn đến là sau khi chạy P xong, cái phủ định P không thể nào xảy ra được, phủ định phi không thể nào xảy ra được, đúng không? Tại vì cái VKP B phủ định phi nó chính là điều kiện cần để cho phủ định phi xảy ra, mà bây giờ L nó không không thỏa mãn được cái chuyện đó thì dĩ nhiên là không thỏa mãn điều kiện cần thì điều kiện đủ nó phải phủ định nó, đúng không? Do đó là nếu mà bắt đầu từ môi trường đó thì chắc chắn là phủ định phi không xảy ra, mà phủ định phi không xảy ra thì nó chỉ còn lại là phải thỏa mãn cái phi mà thôi. Bởi vì cả cái tập vũ trụ này chỉ bao gồm hai trường hợp, đó là phi hoặc không phi, mà không phi xảy ra thì chắc chắn phi phải xảy ra. Rồi như vậy thì chắc chắn là L nó phải thỏa mãn cái điều kiện yếu nhất để cho phi xảy ra, hình dung ha. Thì đó là chính là cái lý do tại sao A nó đúng, lý do tại sao A nó đúng. Rồi câu B dễ hơn, nó nói rằng là nếu mà các bạn có một công thức phi mà dẫn đến công thức C thì tiền điều kiện yếu nhất để phi thỏa dẫn đến tiền điều kiện yếu nhất để C thỏa. Thì ok, thì đây là cái phép chứng minh là các bạn sẽ bắt đầu từ thằng này. Các bạn giả sử cái VKP B phi nó đúng, có nghĩa là các bạn đang bắt đầu từ một môi trường L mà thỏa mãn thằng này, thì điều đó dẫn đến là phi sẽ thỏa sau khi chạy P xong. VKP B phi có nghĩa là sau khi chạy trong môi trường này thì chắc chắn hậu điều kiện phi nó sẽ xảy ra, mà hậu điều kiện phi xảy ra mà nó kéo theo thì hậu điều kiện C xảy ra. Thì hay nói khác đi là nếu mà các bạn bắt đầu từ cái ô xanh dương á, ô xanh dương VKP B phi á, thì dẫn đến là cuối cùng thằng C nó sẽ xảy ra.
mà suy xảy ra thì chắc chắn cái điều kiện đó chính là một cái điều kiện mà dẫn đến cái sự xảy ra của suy. Mà theo định nghĩa VKB BC là thằng yếu nhất trong tất cả những cái thằng đó. Yếu nhất có nghĩa là tất cả những thằng kia nó sẽ kéo theo cái thằng này. Vậy tóm lại cái VKB BC nó sẽ kéo theo VKB BC. À, thì chỉ một lần như vậy ha, các bạn có thể lập luận, các bạn có thể lập luận. Rồi cái C thì giống như thầy nói thôi ha, có nghĩa là khi các bạn bắt đầu từ cái gì đây, rồi các bạn bắt đầu từ cái hậu điều kiện C, các bạn đi ngược lên các bạn sẽ ra được cái VKB BC, có nghĩa là tiền điều kiện nhất của nó. Sau đó các bạn chỉ cần chứng minh là tiền điều kiện của bạn dẫn đến nó là xong. Thì đây chính là cái mà thầy hay nói đến ha, thầy hay nói đến, thì như vậy nó phải đúng, nó mới sai được. Rồi còn lại câu D, câu D là cái câu sai, thì các bạn có thể tìm một cái phản ví dụ ha. Phản ví dụ thì ở đây thầy có thể show cho bạn cái phản ví dụ. Các bạn đừng có nghĩ sâu xa, các bạn nghĩ tới những cái phản ví dụ mà dễ nhất. Thì trong phản ví dụ này nó đòi hỏi là các bạn phải có cái chương trình P và cả cái phi và si luôn. Thì ở đây các bạn có thể xét P, nó chính là gán hai bằng trong ít được ha, nó gán hai bằng trong ít. Rồi còn cái B là cái phi là cái gì? Phi ở đây thì thầy sẽ xét là hồi nãy thật ra cái ví dụ này là của một bạn của lớp kia, thì bạn mình mới lấy cái ví dụ là cái gì thì quên mất nữa rồi. X lớn hơn à, ok rồi. C sẽ là cái x lớn hơn 2, mục đích để mình chia, để cho phi kéo theo si nó sai á, tại vì đây là if rồi then. Như vậy thì mình chỉ cần tìm một cái ví dụ mà sao cho cái mà sao cho cái trên nó đúng nhưng mà cái sau nó sai, cái dưới nó sai. Thì ở đây các bạn có thể thấy là mình làm sao mà cho phi nó kéo theo si nó sai á, thì như vậy chỉ có nước là phi đúng và si sai, không kéo được á, thì x lớn 1 thì không thể nào kéo x lớn 2, như vậy cái này nó phải sai. Rồi bây giờ mình thử coi cái tiền điều kiện yếu nhất của phi có dẫn đến tiền điều kiện nhất của si không. Mà chương trình P của mình là một phép gán đơn giản, do đó là các bạn sẽ thu được hai cái phép thế sau, đó là hai lớn hơn một và hai đâu ba chứ, xin lỗi các bạn, cái chỗ này thì xin lỗi, phép B của mình sẽ là ba đó, chứ x bằng ba chứ không phải là, đâu rồi ta, giờ sao sửa chỗ này đây. Xin lỗi các bạn nha, cái này là đâu rồi, cái này thầy muốn sửa lại. Ở đây sửa được này, B của mình sẽ là 3, gán 3 vào ha, thì các bạn sẽ thu được, đối với phi khi mà thế từ ngược dưới lên đó, các bạn sẽ thu được 3 lớn hơn 1 đúng không. Rồi còn cái C mà khi thế ngược lên đó, thì các bạn sẽ ra được là 3 lớn hơn 2. Rồi cái này là điều đúng, 3 lớn hơn 1 cái hay 3 lớn hơn 2, tại vì 3 luôn luôn lớn hơn 2 nên lúc nào mà không đúng đúng không. Rồi cái đó là một chuyện, không có sai được. Rồi nhưng mà x lớn hơn 1 mà kéo theo x lớn hơn 2 là sai, tại vì x lớn 1 chưa chắc x lớn hơn 2, hình dung không. Rồi ok, thì đó là lý do tại sao cái đề này sai. Thì đây là một cái câu chuyện tiếp theo cái phần câu 13 hồi nãy. Thì ở đây nó muốn cho các bạn cái kiến thức về cái logic vị từ và cái logic mệnh đề của các bạn có chặt chẽ hay không nha. Chủ yếu của cái này là như vậy. Rồi như vậy đây là một câu khó nha, nó thật sự là một câu khó, còn câu 13 là cũng khá dễ nha. Câu 13 là khó khá dễ. Rồi bây giờ các bạn thử thử làm những cái câu dễ hơn, đó là những cái câu mà tìm cái này tìm cái kia thôi. Thì bây giờ các bạn thử giúp thầy làm bài số 8 nó xem. Bài số 8 là cho cái tiền điều kiện là A lớn bằng 2. Đây là cái chương trình. À, các bạn hãy xác định xem cái hậu điều kiện là cái gì. Hậu điều kiện giống như thầy nói ha, các cái câu nó chỉ xung quanh những cái ý như vậy thôi.
Theo tụi em là câu làm ha, A, B, C hay D? Phải đảm bảo làm được nha. Mấy cái này mà không làm được là không được đâu đó. A hay B hay C hay D đúng? Nhìn vô đáp án mình cũng đánh mò mò được là cái này nó đang hỏi là cái chương trình này thế nào nó cũng trả về cái gì đó mà A là số nguyên tố đúng không, và Z nó true hay false à, vậy mình có thể đoán được. À, như vậy thì cái chương trình này nó sẽ trả về là nếu mà A là số nguyên tố thì Z nó sẽ true, à, có nghĩa là khi các bạn nhập vào cái số A mà nó lớn hơn bằng 2 thì Z trả lời nó sẽ là true, còn nếu không thì nó sẽ là false. Đây chẳng qua là một cái chương trình kiểm tra rằng là số A nhập vào phải là một số nguyên tố hay không. Rồi như vậy thì A, B, C, D cái nào đúng, cái nào mới là công thức vị từ của cái chương trình, cái học điều kiện. Thật ra cái này nó cũng cho các bạn cái waveform formula, cái bucket snell form để cho các bạn hiểu cái waveform nó như thế nào. Rồi cái câu A thứ nhất là chương trình nó mới trả về nè, nó mới trả về về cái gì, chuyện là A là nguyên tố nè. Rồi ok, mạnh dạn luôn hả cho ghê vậy. Rồi câu B sẽ là Z bằng A là nguyên tố, C sẽ là true và D sẽ là Z tương đương với A là số nguyên tố. Rồi ở đây các bạn có thể đoán đoán là A và C nó không đúng nè, A và C nó không đúng đi. Rồi giờ chỉ còn lại B và D thôi, thì Lê Minh Châu đoán là câu B. Theo các bạn khác thì câu B có đúng không? Đây nó khác là sao chung? Rồi ở đây cái đáp án là câu D chứ không phải câu B. Chung với lại Châu nghĩ là câu B hả? Chỗ này cái đáp án đúng của nó là câu D chứ không phải câu B đâu. Tại vì á, cái dấu bằng á, theo cái giải thích á, nó là phải có cái cặp giá trị như à, đó khi là cái dấu bằng này đó, nó là vị từ, nó là một cái prefix hay một cái prefix symbol, mà cái symbol này nó giải thích cho số là chứ nó không có giải thích cho chữ true với chữ false, hiểu ý thầy không? Có nghĩa là ví dụ như tụi em có cái cặp 33 là có nghĩa là 3 bằng 3 đó thì nó true, ok không có vấn đề. Như vậy thì cái dấu bằng này nó giải thích cho cái giá trị số nguyên của cái biến, chứ không phải là nó giải thích cho cái true false của cái chương trình. Còn đối với dấu tương đương á, đối với dấu tương đương thì nó định nghĩa bản chất của dấu tương đương đó là gì, đó là sự trùng nhau về chương trị của hai cái mệnh đề đúng không? Thì như vậy Z ở đây nó mang giá trị true false, nhưng nó hết cái đi Z nó là mệnh đề chứ không phải là terms. A là một số nguyên tố cũng là một mệnh đề chứ không phải là một term. Mà dấu bằng nó chỉ giải thích, nó là predicate symbol. Mà predicate symbol, cái waveform formula của nó là phụ thuộc vào hai cái terms T1 và T2. Trong đó T1 và T2 nhận giá trị trong cái tập universe định nghĩa bởi cái model. Hay nói khác đi là Z và A là một số nguyên tố phải nhận cái giá trị là một cái số nguyên chứ không phải là cái true false. Như vậy thì ở đây chỉ có câu D là đúng rồi.
Hiểu ý thầy không? À, như vậy cẩn thận chỗ này ha, cẩn thận chỗ này. Rồi, à, như vậy cái câu trả lời đây phải là câu D chứ không phải câu B. Vậy ha, nó hơi lằng nhằng á, nó hơi rắc rối á. Phải phân biệt rất là kỹ giữa cái Pre-Gate Symbol. À, không không có gì đâu, thầy hiểu mà. Tất cả các bạn đọc câu này đều 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 nghĩ cái vấn đề là câu B á, nhưng mà thực ra không phải, nó là câu D. Không có sao hết, nhưng mà phải cẩn thận chỗ này. Về cái tính chất mà cái sự giải thích của giáo bằng là nó giải thích trên cái dựa trên hai cái terms nhận cái giá trị trong trường số nguyên, trong trong tập số nguyên, chứ không thể nào mà giải thích cho cái chân trị được. À, như vậy Z là mệnh đề và A là một số nguyên tố cũng là một mệnh đề. Như vậy cái phép so sánh của nó ở đây là phép tương đương chứ không phải là phép bằng. Nhưng mà à, rồi nó đơn giản là vậy. À, nhưng mà nó cũng tinh tế chỗ này lắm, do đó là thầy mới nói là rất là dễ bị rơi vào cái sai. À, nên các bạn cẩn trọng ha. Rồi cái câu số 10 thì nó cho kết quả luôn rồi. Không có gì. À, nhưng mà nếu mà không cho thì dò nó cũng hơi khó đấy. À, bỏ qua cái đó, mình làm câu số 11 đi. Cũng là kiểm tra cái hậu điều kiện đó là gì ha. Cũng cũng là hậu điều kiện của chương trình này là cái gì. Sao thì thích các bạn phát biểu á, phát biểu này kia, có phát biểu thì mình có cái ý kiến của mình, cái ý kiến mình thì mình mới sửa được ha. Chứ nếu mà không không nói thì thầy cũng không biết sai chỗ nào. Rồi câu 11 ha, hậu điều kiện của nó là gì, có nghĩa là các bạn hãy tìm ra cái output của cái chương trình này đi. À, cho chạy phương pháp sẵn được nếu mà đủ thời gian nha Trung, không không có cấm xài tài liệu mà, không biết có quy định khác thì không, nhưng mà chắc là không có đâu, cho phép sử dụng tài liệu thoải mái. Nhưng mà nếu mà có mà chạy được nhanh thì ok, nếu là đủ thời gian ha. Còn nếu không thì cứ làm tay thôi, làm tay cho anh dễ. Ở đây nhìn nè, các bạn lưu ý nha, các bạn đừng có sợ cái số AB tổng quát này, các bạn chỉ cần là lấy đại một con số nào đó rồi các bạn thử thôi, chả có sao cả, bởi vì kiểu nào kiểu chắc chắn chỉ có A, B, C, D đúng thôi, chứ nó không thể nào mà vừa cái này vừa cái kia được. Do đó là các bạn cứ mạnh dạn ha, thế một con số nào đó vô là các bạn sẽ thấy liền ngay là nó trả về gì liền. Hiểu hiểu thầy không, thay vì ngồi code nguyên cái đoạn code này thì đây các bạn thử lấy số nào mà dương, A dương, B dương kìa, tìm điều kiện cho A dương, B dương thì các bạn coi sao. Thì các bạn lấy A bằng 2 đi, B bằng 3 đi ha, B bằng 3, A bằng 2, thì các bạn sẽ chạy thử thôi. À, như vậy thì y bằng 3, như vậy nó lẻ đúng không, lẻ thì nó sẽ giảm đi một, như vậy sau đó là y bằng 2, z bằng bằng 2 nhân 1. Cái là một cái trash ra ở đây thì thầy nói trong đầu nên nó chậm, nhưng mà viết trên giấy thì nghĩ là nhanh thôi, thì các bạn sẽ thấy được rằng là Z nó bằng A đi từ B đó, vậy thôi ha. Cái, nói chung là có nhiều cái cách để mình làm cho nhanh lắm, cái này nhìn thấy AB vậy thôi, chứ các bạn cứ thử một số vô là các bạn ra liền ngay lập tức à, không, không có gì phải sợ hết ha. Rồi như vậy thì cái đáp án của câu số 11 á, là Z bằng A đi từ B. Cái kết quả trả về cuối cùng của nó là Z bằng A đi từ B. Rồi cùng câu 11 các bạn trả lời giúp thầy cái câu số 12. Đây là một cái bài có chứa vòng lặp while ha, vòng lặp while, và như vậy thì nó hỏi là để chứng minh cái tính đúng đắn bán phần, đọc cho kỹ đề nha, đúng đắn mà phải đúng đắn như thế nào nữa cả, đúng đắn bán phần hay đúng đắn toàn phần. Rồi đây là đúng đắn bán phần thì nó hỏi là các bạn cái chương trình của bài số 11 á, nó sử dụng cái invariant nào sau đây, invariant nào sau đây.
thì các bạn có thể trả lời câu này trong bao lâu? Khi các bạn hiểu thì thầy bảo đảm chừng vài giây là xong câu này liền á, không có lâu lắc đâu. Để trả lời được câu này các bạn phải xác định được hậu điều kiện trước, mà hậu điều kiện đã xác định câu 11 rồi nha. Nó là gì? Z bằng a lấy được b. Rồi nó hỏi các bạn invariant size câu b hả? Sao sao ra câu b nguyên, tức là em nhìn vô a lấy được b nên em nghĩ sẽ là cái bất biến mà nó sẽ x lấy được y, đúng không? Rồi thầy hiểu cái logic chỗ này. Nhưng mà thật ra không phải. Nếu mà em test bằng tay á, em nhìn vô cái bảng hồi nãy em check giá trị của nó, em sẽ thấy nó không phải vậy, nó không đúng chính xác vậy. Nên có một cái cách khác mình có thể sử dụng nè. Cái hậu điều kiện cuối cùng của cái chương trình này là z bằng a lũy thừa b. Như nãy thầy đã nói, cái z bằng a lũy thừa b này nó sẽ gồm gì? Nó gồm bất biến và nó gồm, nhìn câu một nha, nó sẽ gồm bất biến và gồm cái đâu rồi, rồi nó gồm cái điều kiện phủ định của cái điều kiện trong vòng lặp quay. Thì phủ định của vòng lặp quay á, là y bằng không. Như vậy thầy không cần biết gì hết, thầy chỉ cần biết là sau khi nó chạy xong cái chương trình này thì giá trị cuối cùng y nó phải bằng không, và cái set của mình hiện tại sau khi chạy xong cái chương trình đó, nó là a lũy thừa b, thì a lũy thừa b này nó phải hàm chứa luôn cả y bằng không trong đây. Thì khi mà tụi em so vào trong trong câu 12 á, thì tụi em sẽ thấy rằng chỉ có cái trường hợp của C thôi, đó là Z nhân X lũy thừa Y, có nghĩa là X lũy thừa không là một, thì nó mới trả về Z bằng A lũy thừa B là hậu điều kiện. Còn nếu không thì tất cả những cái trường hợp còn lại là nó hoàn toàn sai. Không lũy thừa X thì cũng không được nè, vô nghĩa. Z bằng X lũy thừa không là bằng một, không đúng, tại vì hậu điều kiện nó phải là z bằng a lũy thừa b. X nhân không cũng là không, không được. Như vậy chỉ cần có trường hợp là z nhân x lũy thừa y bằng a lũy thừa b, bởi vì sau khi chạy xong là y nó bằng không, mà y bằng không thế giờ thì z bằng a lũy thừa b, có nghĩa là bằng đúng cái hậu điều kiện của mình, là coi như không nó đúng. Được không Nguyên? Có rất là nhiều cách để mình trả lời một cách nhanh chóng thế này luôn, không có sợ sai luôn. Do đó là thầy mới yêu cầu các bạn là phải hiểu cái kiến thức nó thật là chặt chẽ vô, cái lý thuyết chặt chẽ vào, là mình sẽ có thể nhìn ra được cái đáp án nó không không có vấn đề gì ha. Rồi rồi còn những cái còn lại thì nó giống giống thôi, nó không có gì phải con này y chang, không có khác gì đâu. Như vậy thì nó cũng tầm ở đó để thầy kiếm cái nào mà nó lạ lạ chút. Rồi để thầy coi coi cái dạng nào mà nó lạ. Rồi ví dụ như cái đề này năm năm 2000 ở đó, 2020, 2021, à học kỳ vừa rồi luôn. Rồi ví dụ, rồi đó là những cái câu về Hoa triple, thì bây giờ nó cũng có những cái câu mà liên quan đến logic thông thường thôi, thông thường thôi. Cho một công thức này và cho cái biệt từ có ý nghĩa như thế này, thì cái nào tương đương với cái diễn đạt của công thức này? À, rồi cái câu này cũng cũng hay hay á, thử coi với mx y dx y rồi kéo theo gì đó thì hỏi cái nào là tương đương về mặt ý nghĩa của cái công thức đó, thì đây là một dạng câu hỏi luôn. Như vậy thì em phải đọc chương 1, chương 2 và chương 4 với thầy ha, trong hết bài dành thật là kỹ vào. Bộ đề tụi em có rồi đúng không? Nếu không thì gửi cho. Có gì trong từ giờ cho đến 24 tháng 12 ngồi luyện ha, ngồi luyện thử mấy câu này. Nào ha, tương đương với cái đó. Chuẩn bị lừa nha.
Có mạnh dạn đó thôi à. Rồi à, giờ thì có, thầy muốn một bạn khác ha, phân tích coi câu A nó sai hay đúng. Câu A đúng hay sai? Mọi cặp số tự nhiên x y đều có ít nhất một ước chung. Sai, lý do tại sao sai chung? Hà Thị Huyền cũng nói sai luôn kìa Châu. Biết sai chỗ nào chưa? Mọi cặp số tự nhiên xy đều có ít nhất một số ước rồi, nó phải có y là ước của x chứ đúng nè. Nó phải có giả thiết chứ, rồi nó phải có cái điều kiện để nó dẫn đến là có ước chung, ít chung ước chung mà, phải không? Lê Minh Châu, cái này đâu rồi, cái dxy nè, y là ước của x thì mới dẫn đến là ước chung. Nếu mà không có thì nó không thể nào mà có ước chung được. Chưa chưa chắc, có nghĩa là mình chưa chắc được cái chuyện đó nha. Như vậy thì cái câu A là sai. Không không đến nỗi như vậy đâu, chắc cứ, cứ cứ ôn bài thôi ha, từ từ. Rồi vậy câu nào mới đúng nè, câu A sai nè, vậy câu nào mới đúng? Câu D đúng rồi, câu D đó, phủ định. Ở đây nó hơi kiểu sao ta, thầy phải nói sao? Ở đây nó sử dụng cái sự tương đương giữa cái b kéo theo quy thì không quy kéo theo không không p, có nghĩa là nó sử dụng cái này nè. Cái này hơi hơi tricky xíu, có nghĩa là cái dạng này nó đang ở dạng b kéo theo quy ha. Thì cái này thật ra nó muốn đang áp dụng cái vụ là không quy kéo theo không p. Thì như vậy nè, b có nghĩa là y là ước của x, quy nghĩa là ước chung. Như vậy phủ định lại là nếu mà không ước chung thì thằng kia không phải là ước còn lại. Thì ở đây nó chính là cái câu D, nếu x và y không ước chung thì y không phải là ước x. Hình dung ha, có nghĩa là ở đây nó chẳng qua là áp dụng một cái sự tương đương về mặt logic của b kéo quy và không quy kéo theo không p thôi. À, đó cái kiểu nó vậy rồi. Nhưng mà khi đọc thì chắc chắn thì bảo đảm là ra thi thì tụi em có thể là không nhìn thấy những cái chuyện như vậy, thì nên đọc cẩn thận từng cái một để coi nó bị thiếu cái điều kiện gì và nó đủ cái điều kiện gì đó, cái kiểu vậy ha. Hoặc là nên thường mấy câu này là nên tốt nhất là kiểu loại C thì nó sẽ hay hơn, sẽ dễ thấy được cái đáp án hơn. Rồi cái đó là một dạng nữa, để coi nó còn nhiều dạng lắm á. Rồi cái câu 8 này, cái câu 8 cũng hay, hỏi dùng dạng bất biến nào. Dạng bất biến nào cho câu 8. Biết được bất biến nào thì tụi em phải có được cái hậu điều kiện. Như vậy thì đầu tiên tụi em phải xác định được coi là cái chương trình này cái hậu điều kiện của nó là cái gì. Hậu điều kiện của nó là cái gì? Trước hết cho thầy biết là cái output của chương trình này là gì đi. Ủa? M hả Nguyên? Tức là sao? Chương trình này trả về M hả? Ok, output là M, nhưng mà cái giá trị của nó, tại vì mình cần một công thức nè, mình cần một công thức vị từ, thì nó phải bao gồm M bằng cái giá trị nào đó. Thì đúng rồi, cái bài này nó sẽ trả về là M bằng N bình phương. Có bạn nào thắc mắc với thầy là tại sao mà lỡ trường hợp âm thì sao, N âm đó, thì nó trả về gì không? Có bạn nào thắc mắc chỗ đó không? N âm nó đâu có trả bằng y đúng không? Rồi, ở đây thì mình chủ phải nói sao ta, mình chỉ quan tâm cái chuyện là n lớn hơn không thôi, bởi vì với cái tiền điều kiện chung á, là nó bao hàm luôn cả trường hợp n âm ha, n âm. Tại vì input của mình ở đây là n, số n nhập vào thì như thế này, có thể giải thích theo cái kiểu là bởi vì cái bài này mình đang cần là đúng đắn liên phần,
À, có nghĩa là giả sử chương trình này nó dừng, à, giả sử chương trình này nó dừng, có nghĩa là bao hàm luôn cả chuyện cái vòng bạc quan này nó dừng. À, thì lúc bấy giờ cái chương trình phải trả về đúng, à, đúng chính xác của nó là m phải bằng n bình phương, m phải bằng n bình phương. Thì như vậy thì mình chỉ quan tâm đến trường hợp là n lớn hơn không thôi. Rồi, à, như vậy thì với cái m bằng n bình phương thì cái bất biến nào với hậu điều kiện đó, thì cái bất biến nào sẽ là cái bất biến của chương trình? Thật ra nha, thật ra cái trường hợp mà n bé hơn không thì chương trình này nó vẫn dừng thôi, tức là cái vòng lặp qua nó không chạy. Mà khi vòng lặp qua không chạy thì cái m nó vẫn giữ nguyên giá trị của nó là m bằng không. Như vậy thật ra cái hậu điều kiện nha, cái hậu điều kiện của cái bài này á, nó phải là m bằng n bình hoặc m bằng không nè, kiểu 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 vậy đó thì nó mới chính xác. Thì dù là vậy thì cái bất biến là mình chỉ sử dụng trong trường hợp mà có while này thôi, à, có while này thôi. Thì bây giờ mình cần xác định là khi cái while này nó dừng thì nó sẽ trả về gì đó, cái bất biến. Và cái bất biến nó kết hợp với cái chuyện là while này nó cái điều kiện này nó bị phủ định á, thì nó trả về đúng chính xác là n bình phương. Thì cái đó là cái mình cần cần phải phải lưu ý ha. Như vậy hậu điều kiện ở đây không những là m bằng n bình phương mà nó còn phải có chứa cả cái trường hợp là m bằng không nữa, có nghĩa là trong trường hợp n âm, input âm, tại vì cái tiền điều kiện của bạn là true, có nghĩa là chứa luôn cả trường hợp là n âm. Như vậy thì cẩn thận chỗ đó ha, cẩn thận chỗ đó. Tuy nhiên ở đây mình chỉ cần quan tâm đến bất biến, mà bất biến thì nó chỉ liên quan tới vòng lặp while. Như vậy thì cái mà liên quan đến while đó chính là m và n bình phương sau cùng. Thì ok C, tại sao C vậy Hà, à, Huyền, Hà Thị Huyền, tại sao C vậy, giải thích cho thầy nghe thử nào. C đúng. Tại sao? Như thầy đã nói ha, do cái này nè, à, nên những cái gì thầy nói là các bạn cần phải lưu ý á. Đúng rồi. Đúng rồi, nếu mà cái y âm á, thì nó sẽ dẫn đến là n mình không có được, tại vì các bạn thấy con này nè, à, đâu rồi, rồi vào xem này, rồi các bạn để ý kỹ, thật là kỹ ngay cái chỗ mà cái chỗ vòng lặp y á, ở đây cái điều kiện của nó là y lớn hơn không, thì khi nó kết thúc cái này thì nó sẽ trả về y bé hơn không. Thì như vậy những cái bất biến còn lại thì các bạn có thể trace bằng tay được, thì các bạn sẽ trace ra được cái cô b á. Nhưng mà cái vấn đề là cái điều kiện ở đây nè, các bạn phải quan sát thật là kỹ chỗ này dùm thầy, có nghĩa là nó là y lớn không hay là y khác không. Nếu mà y khác không thì không có gì để nói nha, còn nếu mà y lớn không thì các bạn phải cẩn thận là nó khi mà nó kết hợp với bất biến, phủ định của nó kết hợp bất biến, nó có ra được là y bằng không không. Thì khi y bằng không thì cái m này nó mới bằng n bình phương, thì nó mới chính là hậu điều kiện. Còn nếu không là hậu điều kiện nó bị sai nên nên là nó không được. Thì đó là các bạn lưu ý là các bạn phải kiểm tra kỹ chỗ đó giùm thầy ha. Rồi, như vậy thì đây là cái phần mà thầy muốn nhắc nhở các bạn ha, nhắc nhở các bạn là ngay tại sao thầy mới nhắc các bạn là tại sao cái chỗ cái điều kiện này nó quan trọng đến mức như vậy. Rồi, dĩ nhiên là cái chỗ này nó đúng đắn liên phần, còn nếu mà nói đúng đắn toàn phần thì các bạn còn phải cẩn thận giữ nữa. À, các bạn phải coi coi khi nào nó thật sự toàn phần, à, khi nào thật sự toàn phần thì lúc đó bất biến là nó chỉ có thể có một trường hợp thôi, đó là y đúng không, chẳng hạn vậy. À, rồi cái này rồi để thì coi còn cái nào nữa thì nhắc luôn, cái câu 13 hình như A với C nằm đúng đó. Nè, câu 13 A với C nằm đúng. Rồi cái này là thuộc về hàm trừ định nghĩa ha, định nghĩa này kia trong lý thuyết các bạn nhớ là nắm lòng luôn là cái nào nó đang ở slide nào, để khi mà ra thi các bạn lật ngay được cái chỗ đó,
không có phải lật tới lật luôn mà nó tốn thời gian của các bạn. Rồi cái câu 16 thì nó cũng giống như nãy giờ thôi ha, nó sử dụng ký hiệu này thì các bạn phải nhớ là các bạn tách ra cái này là chương trình của các bạn nè. Rồi còn cái này nó sẽ là cái hậu điều kiện, các bạn làm sao các bạn ra được cái điều kiện yếu nhất rồi các bạn coi coi nó tương đương với thằng nào trong đây. Rồi nói chung là những cái dạng này nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, nó không có gì quá ghê gớm đâu. Rồi cái này dạng này thì nãy mình nói luôn rồi ha, cái dạng này thì chắc là thầy sẽ các bạn nên luyện tập những cái bài như thế này. Rồi chắc là còn một cái dạng cuối mà thầy cần phải lưu ý các bạn đó là để coi coi. Rồi cái này cũng là phát biểu công thức luôn nha. Mấy cái mà phát biểu về này là liên quan đến phép thế đó. Cái này liên quan phép thế đó. Như vậy thì trong slide có gì học hết, trong slide gì học hết mà phải đọc kỹ nữa kìa, chứ không không là mệt đó. Rồi, cái này không có đáp án đâu, ABC cũng đúng tại vì nó không có cho cái C này nên không có xác định được nha. Rồi rồi còn cái dạng này nãy làm rồi ha, là translate ra cái này cái kia. Rồi mấy cái này, mấy cái này các bạn phải lưu ý là các bạn phải nhớ được cái gọi là model. À đúng rồi, anh đây nè. Đây nè, ví dụ thầy ví dụ ha, cái câu số 27 đi. Nó cho các bạn cái hệ thống vị từ. Rồi nó cho các bạn cái tập function symbol và cái tập predicate symbol. Rồi nó cho các bạn cái sự giải thích, cái model để giải thích. Rồi, quan trọng là các bạn xác định coi là cái model nó có thỏa mãn cái hệ thống logic đó hay không. Hình dung kiểu kiểu vậy ha, một cái công thức bất kỳ trong cái hệ thống logic đó. Thì các bạn phải nhớ nhớ lại là cái nào, các bạn phải phải nhớ lại model là thế nào. Thì cái này nó sẽ là câu trả lời của nó là gì ta, không nhớ rõ là cái câu trả lời là cái gì, nhưng mà nó bị thiếu, tức là cái BM nó chưa thiếu cái element gì đó mà nó làm cho không có đúng với mọi được. Rồi những cái này thì các bạn cứ 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 ôn tập cái lý thuyết thôi nha, rồi rồi thử coi câu nào đúng. Rồi những cái câu như thế này á, nhìn giống như nó cũng giống như là lý thuyết bình thường thôi, nhưng mà nó hơi lừa lừa từ tình chỗ này xíu. Cái dấu ở trong cái công thức của các bạn ở trong slide á, nó là disjunction, có nghĩa là dấu tuyển chứ không phải dấu hỏi, mà ở đây là họ lại sử dụng dấu hỏi hỏi giữa những cái literal với nhau. Thì nếu mà không cẩn thận thì các bạn sẽ bị chọn sai á, có nghĩa là coi kỹ cái dấu của nó nha. Dấu này dấu trong sách nó nói là dấu dấu họ dấu tuyển, mà ở trong đề thi hỏi dấu hỏi thì phải coi lại coi là nếu mà vậy thì nó có đúng hay không. Thì đó là những cái chỗ cần cần phải cẩn thận, rất là cẩn thận, nó không là dễ sai đó. Mặc dù nhìn các bạn để từ trên xuống dưới nó y chang như trong sách slide, không có khác, nó chỉ có khác chỗ là cái này xài cần Johnson, trong khi trong cái định nghĩa kia nó lại xài cái việc Johnson đó, cái kiểu vậy ha. Rồi còn gì nữa không ta, để coi cái này rồi okay. À rồi đây, và ví dụ câu 2 ha, ví dụ câu 2 chứng minh hình thức thì các bạn phải biết là cái chứng minh hình thức này nó sai đúng. Rồi ở đây các bạn đọc thì các bạn sẽ không thấy gì sai, nhưng mà khi đọc câu A, B, C, D các bạn sẽ bị hoang mang ngay lập tức, bởi vì nó nói cái gì không hợp lý hết trơn á. Rồi thì ví dụ ha, ở đây là muốn chứng minh gì, chứng minh là phủ định phi 1 và phủ định phi 2 sẽ chứng minh được rằng là phi 1 kéo theo phi 2 nó là valid sequence, thì người ta sẽ bắt đầu từ tiền đề ha, tiền đề rồi phủ định phi 1 và phủ định phi 2, sau đó sử dụng sau đó giả sử cái phi 1 đúng, có nghĩa là mở ra cái ô vuông rồi cho phi 1 vô, rồi sau đó sử dụng cái tiền đề để dẫn đến không phi 1, khi có không phi 1 rồi thì có contradiction, contradiction rồi thì kéo theo gì cũng được, như vậy kéo theo phi 2, như vậy phi 1 kéo theo phi 2 rõ ràng nó không có sai gì hết á. Nhưng mà nếu mà các bạn nào bị yếu tâm lý á, các bạn đọc vô A, B, C, D các bạn sẽ bị nó đánh cục liền, tại vì nó nói cái gì cũng hợp lý nè. Để thầy đọc cho nghe ha, câu A nó nói đây không phải là chứng minh đúng, vì dòng một có tiền đề là phủ định phi một nên không được đưa vào giả thiết phi một cho dòng hai, có nghĩa là ở cái dòng số 1 có phủ định phi một thì ở dòng 2 em không được phép bỏ phi một vô, nghĩa là em đã bắt đầu từ tiền đề là phủ định phi một đúng thì không có chuyện mà em bỏ phi một vô. Nhưng mà nhưng mà cái luật chứng minh không lúc nào cũng cho phép mình làm chuyện đó, không có nghĩa là em có phủ định phi một không có nghĩa là em không được phép sử dụng phi một, nếu mà cái đó là giả sử, đó là assumption đúng không.
Rồi như vậy câu 1, câu A là sai nha, câu A là sai. Câu B, đây không phải là chứng minh đúng vì dòng 4 ta gặp mâu thuẫn, có nghĩa là dòng 4 nó thấy là có trên contradiction thì cái chứng minh này sai rồi. Cũng phải luôn. Tại vì trong bốn cái phép chứng minh mà tụi em đã học ở cấu trúc rồi đạt thì cái phép chứng minh phản chứng nó sẽ dẫn đến một contradiction. Nhưng mà toàn bộ cái chứng minh là đúng. Như vậy câu số 4 là câu câu B này nó bậy. Gặp mâu thuẫn không có nghĩa là sai. Nên mặc dù nghe có vẻ hợp lý á. Câu D, đây không phải là chứng minh đúng vì ta không sử dụng đến điều kiện phủ định phi 2 trong tiền đề, có nghĩa là ý nó nói là khi tụi em tới được cái dòng 5 là phi 2, có nghĩa là buộc tụi em phải sử dụng cái này phủ định phi 2 trong tiền đề. Tại vì tiền đề có mà, nếu mà không sử dụng thì lẽ ra tới phi 2 khi sử dụng phủ định phi 2 sẽ ra contradiction này. Nhưng mà tại sao? Nhưng mà cái đó là cái chuyện tiền đề, có nghĩa là đề có thể cho tụi em nhiều điều kiện, không có nghĩa là tụi em phải buộc phải sử dụng tất cả những điều kiện này để có được cái kết luận. Như vậy thì rõ ràng cái câu D nó nói là kiểu vô lý, nó không thể nào ép buộc mình sử dụng toàn bộ cái tiền đề được, mà mình có thể sử dụng một cái phần nào đó. Cái tiền đề này chẳng qua là nó quá mạnh để có được phi một kết ra phi hai ha, hình dung ha. Thì như vậy thì ok, cái câu này nó vẫn đúng, có nghĩa là con sẽ đúng. Như vậy câu D nó cũng bậy bạ luôn. Như vậy đây cũng là một cái dạng đề nè, dạng câu hỏi có nghĩa là cho cái chứng minh hỏi đúng hay sai thôi nha, kiểu vậy. Nói chung là toàn bộ rồi, cái này thì nó liên quan đến cái binding priority, phải biết cái nào trước cái nào sau. Thì trong đây q kéo theo r trước rồi mới b kéo theo q kéo r. Rồi này là đọc định nghĩa tự hiểu. Rồi có một cái câu 10 này là câu mới nè. Câu này là nâng cao, có nghĩa là nó định nghĩa hai phép toán ha, hai phép toán mệnh đề là dấu sẹt và dấu dấu cộng trực tiếp. Nó hỏi là cái hệ thống nào trong đây, cái hệ thống ký hiệu nào trong đây đã đủ, là đầy đủ cho các phép toán mệnh đề. Có nghĩa là bình thường mình học cái phép toán mệnh đề á, là bao gồm dấu phủ định, dấu tuyển, dấu hỏi, đúng không, dấu hỏi và dấu kéo theo. Rồi, đó là cái hệ thống logic mà mình sử dụng. Ở đây nó định nghĩa ra một cái hệ thống mới, thì nó hỏi là hệ thống nào là đã đầy đủ rồi, có nghĩa là đủ để mình translate từ cái hệ thống mới ra hệ thống cũ và ngược lại nè, có nghĩa là có sự tương đương giữa hai hệ thống ký hiệu thì cái nào là đủ. Thì ở đây các bạn chỉ cần chứng minh rằng là tất cả những cái dấu phủ định, tuyển, hỏi, kéo theo nó đều có thể được biểu diễn dưới dạng là b sẹt q, thì cái ký hiệu, cái tập mà chỉ gồm dấu sẹt này là một hệ đầy đủ các phép toán mệnh đề, có nghĩa là nó được đủ để tụi em có thể biến đổi cách tương đương tất cả những cái mệnh đề ở trong hệ thống logic mà mình đã học á. Như vậy thì cái này nó liên quan đến cái hệ thống ký hiệu mà thầy luôn hay dạy các bạn theo cái kiểu là formal language á, thì nó sẽ có sự translate từ cái hệ thống này sang cái hệ thống kia. Thì đó là những cái mà sẽ tụi em sẽ bị hỏi. Thì nghĩ là với mấy cái đề này thì tụi em chỉ cần ôm những cái dạng như vậy thì và làm bài tập trong hết thời gian là xong ha. Rồi thầy nghĩ là chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Tụi em có câu hỏi gì không? Có thấy có vấn đề gì không? Chẳng qua là cuối cùng phải đọc bài kỹ thôi, học đọc lý thuyết nó kỹ là xong, làm bài tập. Ok, để có gì thầy gửi cho nha, thầy gửi tụi em mấy cái đề này rồi tụi em giải thử là sao. Bây giờ tới 24 tháng 12 cố gắng ha, cố gắng ha, ôm ôm mấy này rồi. Và mấy đứa còn có hỏi gì nữa không? À, bây giờ có thể chưa có hỏi, nhưng mà từ giờ đến 24 tháng 12 các bạn cứ viết mail hoặc là forum cho thầy nha, rồi rồi thầy sẽ giải đáp cho. Môn nào nữa hả? Học đi và viết chứ không môn nào. Ăn công gì thì giảm đó thôi. Để né hả hay sao? Pachinet thì thầy nói rồi, năm học kỳ này nó mới, do đó là học kỳ này mới có nên không có đề mẫu. Nhưng mà trong cái đề bài tập lớn có cái gì thì cứ tập trung những cái đó ha. Cứ thấy cái nào mà có đề cập tới trong bài tập lớn thì cứ rồi.
Rồi thầy nhớ nha Huyền, à, em hỏi để em né đúng không? Em né môn thầy. Rồi ok, cũng được luôn ha, không sao. À, thầy giỡn ha, không có gì. Ok, rồi như vậy thì nhiệm vụ của các bạn còn lại là phải ôn nha, coi video rồi ôn. Rồi nếu mà có câu hỏi gì thì cứ lên forum rồi hoặc là gửi mail cho thầy, thầy sẽ giải đáp cho. Ok ha. À, chứ không phải là bữa nay xong là xong đâu. À, chắc là tới tới khi các bạn thi cuối kỳ luôn thì thầy vẫn vẫn đồng hành cùng các bạn thôi, không có gì. Rồi tạm thời là vậy ha. À, thầy sẽ gửi cái mấy cái đề này tụi em cứ ngồi làm nha. Ngồi làm chỗ nào không hiểu thì mấy cái quy luật tuyến tính với automata thì bỏ qua bên đi, cái đó không có cần quan tâm nữa đâu, bởi nó có giữa kỳ rồi, bây giờ là logic với lại Petri net thôi. Rồi vậy ha. Vậy mình dừng ở đây nhé. À, ở môn khác ha Trung. Ok. Không có gì đâu. Rồi. Vậy chào tụi em nhé. Có gì trong khoa không là nên nên chắc gặp lại nhau rồi mà. Rồi ha. Rồi. Chào tụi em nha.